Stravirus 1.5e CPT 2019 là một trong hai phiên bản bán chạy nhất ở tất cả các lần nâng cấp. Đây là mẫu xe có khả năng phù hợp với nhiều mục đích sử dụng, kể cả chạy dịch vụ, phương tiện cá nhân, phục vụ công ty, cơ quan nhà nước. Lần cuối cùng Toyota Vios 1.5e CVT 2019 thay đổi kích thước có lẽ đã cách đây cũng đã gần 5 năm. Điều đó có thể thấy Vios đã chuẩn như thế nào khi lựa chọn kích thước xe. Thế nhưng, trong tình hình mới, Toyota Vios E số tự động cần phải thay đổi để hoàn thiện hơn. Và lần này, khoảng sáng gầm đã được nâng cấp. Mức khoảng sáng gầm cũ 133mm được nâng lên thành 145mm. Sự thay đổi này có vẻ nhỏ nhưng lại mang lại sự tự tin lớn cho người lái. Bởi với khoảng sáng gầm này, người lái tự tin mạnh dạn hơn bơi qua các đoạn đường ngập. Các thông số kích thước còn lại của Toyota Vios 2019e CVT có thể vẫn giữ nguyên so với người tiền nhiệm. Cụ thể, chiều dài cơ sở vẫn là 2550mm. Cùng với đó, kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4410 x 1700 x 1475mm cũng không thay đổi. Toyota Vios E CVT 2019 có sự lột xác mạnh mẽ ở thiết kế này. Người xem khó lòng nhận ra một Vios cũ kỹ mà thay vào đó là nét trẻ trung, sang trọng nhưng cũng đậm chất thể thao. Chính giữa đầu xe, thanh mạng chrome vút ngang để tạo thành lưới tản nhiệt đã bị bẻ gãy nên chỉ còn lại logo Toyota. Đây là sự lược bỏ nhằm mang lại nét đơn giản, toát lên vẻ trẻ trung, lịch lãm cho Vios 2019e CVT. Còn lưới tản nhiệt đã được tản cư xuống vị trí thấp hơn. Không chỉ có vị trí mới mà thiết kế lưới tản nhiệt cũng mới. Tuy nói là mới nhưng vẫn là người quen. Bởi vì thực tế thì lưới tản nhiệt này chỉ là sự lật ngược của hốc hú gió cũ. Sự thay đổi này giúp tạo ra được vẻ góc cạnh, tăng chất thể thao hơn đầu xe. Không chỉ vậy, với thiết kế to hơn, bộ phận này sẽ có khả năng tản nhiệt tốt hơn, tăng hiệu suất làm việc của động cơ. Tuy không được nâng cấp rõ rệt như lưới tản nhiệt, hàng xóm cụm đèn trước chỉ có chút ít thay đổi. Sự thay đổi này đến từ các đồ họa bên trong đèn nhằm tăng độ sắc sảo, tinh tế. Còn về trang bị bóng thì cụm đèn trước Vios E CVT 2019 vẫn giữ nguyên kiểu bóng chiếu halogen truyền thống. Hai đèn sương mù của Vios E CVT 2019 cũng được độ nhẹ trong kiểu cách bắt mắt hơn. Thiết kế này tạo sự cân bằng ở đầu xe cũng như tăng khả năng chiếu sáng cho người lái. Cản trước của chiếc sedan B này cũng được bổ sung độ dày, to bản để toát lên vẻ cứng cáp, hầm hố. Ở phần thân xe, Toyota Vios 1.5e CVT 2019 gần như giữ nguyên các trang thiết bị từ phiên bản cũ. Theo đó, gương chiếu hậu được tích hợp đèn báo rẽ, có chức năng chỉnh điện. Trang bị này vẫn bị khuyết đi tính năng gập điện tiện lợi. Bên cạnh đó là các đường gân dập nổi cũng được mài lại để cuốn hút hấp dẫn hơn. Bộ mâm xe vẫn là 15 inch nhưng thiết kế chấu được thay đổi chút ít để trông có vẻ khỏe khoắn, thể thao hơn. Đây là sự thay đổi cần thiết khi Vios TRD thể thao đã tạm dừng sản xuất. Đuôi xe của Toyota Vios 2019 phiên bản E CVT cũng được làm mới với thiết kế cụm đèn hậu to bản hơn. Cụ thể, cụm đèn này được vuốt cong từ hông và tràn một phần qua nắp cốp. So với thiết kế cũ thì cụm đèn này bắt mắt hơn cũng như có khả năng cảnh báo tốt hơn. Bên cạnh đó, người xem cũng không còn thấy được sự xuất hiện của cột sắt cắm vào phía đuôi xe, mà thay vào đó là anten vây cá mập. Thiết kế này giúp Vios E CVT sang trọng, hợp thời hơn. Ngoài ra, Vios E CVT số tự động 2019 còn có đèn báo phanh trên cao, đèn phản quang và cản sau. Vận hành Toyota Vios 1.5e CVT 2019 cũng giống như ngoại thất, hệ thống vận hành của Vios E số tự động cũng đã rất lâu không được đổi mới. Thế nhưng, khác với ngoại thất, Vios E CVT 2019 vẫn giữ nguyên bộ máy của phiên bản cũ. Động cơ thì đã được giữ nguyên, nhưng hệ thống đảm bảo an toàn thì được nâng lên đáng kể. Đây là điều được rất nhiều khách hàng Việt Nam trông đợi. Toyota Vios 1.5e CVT 2019 được trang bị động cơ 2NRFE 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van biến thiên. Động cơ đạt công suất lên đến 107 mã lực tại 6.000 vòng trên phút. Moment xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng trên phút. Động cơ này vẫn tiếp tục được kết hôn cùng với hộp số tự động vô cấp CVT để tạo nên hệ thống vận hành hoàn hảo. Hoàn hảo là bởi xe Toyota Vios 2019 1.5e CVT chỉ tiêu thụ có